Bông bông ơi, bông bông tên gì? Nói mẹ nghe coi. Con tên gì? Hả bông bông? Con tên gì? Em bé tên gì? Đậu đỏ. Em bé? Em bé của chị Cú tên Đậu Đỏ. Nhưng mà con tên gì? Không không. Em bông bông. Vậy Hải Anh là ai? Hải... À, Bông Hải Anh là bông bông luôn hả? Thì con mấy tuổi? Hai tuổi hả? Con tuổi con gì? Nói mẹ nghe. Hai tuổi. Con tuổi con gì? Biết rồi, biết 2 tuổi rồi, con tuổi con gì? Hả? Bồng bông tuổi con gì nè, nói mẹ nghe coi. Con tuổi con gì? Nè, bồng bông tuổi con gì? À, nước, con tuổi con gì? Nè, nước nè, nước nè. Con tuổi con gì? Đâu có lạnh đâu. Con tuổi con gì, nhớ không? Đầy nước mà đâu có hết đâu bồng bông. Hết hả? Có không? Bữa nay bồng bông ăn cái gì, nói mẹ nghe coi. Hết đã, còn nước, đầy nước này không có hết. Bữa nay ở nhà bồng bông ăn cái gì vậy, nói mẹ nghe coi. Ăn gì, có ăn cháo không? Con ăn cái gì? Không, bồng bông đếm cho mẹ nghe đi. Sáu bảy rồi mấy nữa hả? 5 6 7 rồi mấy nữa bông? Ngồi xuống, sit down bông bông, sit down. Không hả? Sit down, đúng rồi. 5 6 7 rồi mấy nữa? À, 8 9 10. Thôi bông đếm 1 2 3 đi. 1 5 6 7 8 9 10. Thôi bằng hát leo 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 đi. Leo 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 rửa mặt như mèo. Sao nữa? Cháu lắm chẳng được mẹ. À, sao nữa? Khăn mặt đau mà ngồi liếm. Hả? Nó liếm gì?